I read somewhere that King Sunny Ade had stated that he heard a piece of music and knew immediately that it was my sound. And that comment blew me away because, to me, the greatest flattery that anyone could say was that I have a unique sound, and that's what I'm working for. That's my goal, is to come up with something that's different and my own. Thank you.
ladies and gentlemen, my friend Kenny G. Thank you.
mean, of all the gifts. Manager came up with the title Against Doctor's Orders. I had broken my thumb in a car accident and was given orders not to play the saxophone for 8 weeks. I was writing a song at the time with a cast on my hand and recorded it with that cast. And when it was all done, Dennis told me that I should call it Against Doctor's Orders. Màu tim chuyện tình thương nhau.
nhất chuyện hoa sim. Có người con gái xuân vơi vơi, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy bùi. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tim, chiều chiều lên những đôi hoa sim, đứng nhìn sim tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi chờ lại. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, thì thương người vợ bé bóng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương, mà chết người em gái là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa sim, thấy cành sim tím thương vô bờ, tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa. Màu buồn tan tác phải không em?